Trước đây, con đường đến với cái chữ của trẻ em ở nhiều buôn làng tại thị xã Ayumpa, tỉnh Gia Lai còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều em đã phải bỏ học giữa chừng chỉ vì nhà xa trường xa lớp, bố mẹ lại không có điều kiện để đưa con em đến trường. Trước những khó khăn đó, cùng nhận thức từ cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, nhiều người dân đã hiến đất để xây dựng các điểm trường ngay tại các buôn làng, rút ngắn con đường đến trường của con em mình. Trong đó có Gia Làng, Nay Bim, xã Gia Rờ Bôn. Năm 2004 trở về trước, Bôn Sa, xã Gia Rờ Bôn có 100% là dân tộc Gia Rai. Nhiều bà con trong làng mù chữ vì không có trường học tại làng. Trăn trở trước điều đó, ông Nay Bim đã hiến một phần diện tích 500m² đất nhà mình để làm trường học. Đầu năm 2005, điểm trường học tại làng đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Năm 2013, ông quyết định hiến thêm 300m² đất ruộng liền kề, nâng diện tích khuôn viên của trường lên 800m². Nhờ sự vận động tuyên truyền tích cực của ông Nay Bim mà hiện nay, Bôn Sa không còn trẻ em bỏ học. Hiện Bôn Sa cũng là một trong những làng nông thôn mới kiểu mẫu của thị xã Ayumpa. Năm 2018, ông Nay Bim được vinh dự đại diện cho các già làng tiêu biểu của thị xã Ayumpa Gia Lai tham dự lễ tôn vinh người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc tại Hà Nội.